Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bình Mật Thất một chùm án oan với tài sản khủng khiếp. Vụ án Hồ Duy Hải gắn liền với tên tuổi Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, kẻ đã ép án tử Hồ Duy Hải bằng tấm thớt được mua ngoài chợ, thay cho tang vật thật sự của vụ án đã bị các điều tra viên vứt đi. Đây là vụ án mà Nguyễn Hòa Bình vi phạm trắng trợn quy trình tố tụng hình sự. Vì phẫn uất với cái hành xử như thế này mà có người đặt tên ông Nguyễn Hòa Bình là Bình Mật Thớt. Bởi ngoài thì chửi, người dân bất lực trước quyền lực của các ông ủy viên Bộ Chính trị, họ không làm gì được ông Bình. Thời còn làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, Nguyễn Hòa Bình đã cho đổi tên trường trung học cơ sở Hành Đức theo tên anh trai mình. Có một quy luật bất biến đấy là những người xử án thì công lý không bao giờ kiếm trác tiền chạy án, còn một kẻ trắng trợn bẻ gãy cán cân công lý thì ắt người đó phải chịu sự tác động hoặc là của quyền lực hoặc là của đồng tiền. Những quan tham bao giờ cũng phục vụ cho kẻ gian, còn quan tòa gây oan sai thì chắc chắn là những kẻ vì quyền vì tiền mà thôi. Nhìn cái hành xử của ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao gốc Quảng Ngãi thì người dân biết được ngay ông này là quan tham chứ không phải là quan ngay, mà là lại quan tham bạo chứ không phải tham vừa. Vì thế, việc ông này có tài sản khủng hoặc bao che cho người nhà làm ăn bất chính là điều mà ai cũng có thể suy đoán được. Vào năm 2011, khi đang làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, Nguyễn Hòa Bình đã cho thay tên trường trung học cơ sở Hành Đức thành trường trung học cơ sở Nguyễn Kim Vàng, tên của anh trai ông ta, một liệt sĩ thời nội chiến Nam Bắc. Đây là hành động dùng quyền lực để tạo danh cho gia đình. Loại người này không thể vơ vét của dân chúng để làm giàu cho bản thân, còn làm gì khác đâu. Ở thời phong kiến, nếu gặp một vua anh minh thì loại quan tham này sẽ sớm bị trừ đi, gây họa cho dân. Tuy nhiên, trong chế độ này thì ông Nguyễn Hòa Bình rất được trọng dụng và chui vào được tận Bộ Chính trị, là cơ quan quyền lực nhất của Đảng. Nguyễn Tuấn Anh, con trai Nguyễn Hòa Bình. Một nguồn tin riêng cho biết Nguyễn Hòa Bình có một con riêng tên là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1983 và tuổi 40. Tuấn đã có một trong tay nhiều dự án ngàn tỷ tại quê Quảng Ngãi. Tuy nhiên, người đưa tin cho hay Nguyễn Hòa Bình là người ăn vụng chùi mép rất khéo. Cha con Nguyễn Hòa Bình quỷ quyệt, hầu như không trực tiếp đứng tên doanh nghiệp nào. Tất cả được đứng tên bởi những người thân tín bên thông gia gia đình ông họa sĩ Hoàng Đăng Định, sinh năm 1953 tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Ông Định là bố đẻ Hoàng Minh Thủy, vợ Nguyễn Tuấn Anh. Rất nhiều người bất bình với hành động vơ vét của Nguyễn Hòa Bình, nhưng đành bất lực bởi vì ông Bình không để người thân trực tiếp đứng tên doanh nghiệp, tài sản và còn bất bình vì quyền lực của Nguyễn Hòa Bình quá lớn. Ông Nguyễn Hòa Bình đang là thành viên của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ủy viên Bộ Chính trị. Tờ giấy kết hôn của Nguyễn Tuấn Anh và Hoàng Minh Thủy. Chính ông Nguyễn Hòa Bình cũng là một hạt giống đỏ của chế độ này, là con em cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, học tại trường học sinh miền Nam. Ông là con trai ông Nguyễn Lựu, vốn là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 59 Liên Khu 5, thời chống Pháp. Ông Lựu chết để lại ông con, nhưng lại nhờ sự bao bọc của chế độ mà leo cao. Ông Bình từng là thiếu tướng, phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát, rồi phó bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, rồi đến bí thư tỉnh. Tiếp đó, ông Bình trở lại Trung ương nắm chức viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, và sau đó là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Từng là công an nên thói tàn bạo của Nguyễn Hòa Bình vượt trội. Vì thế, ông đã gây ra án oan cho không biết bao nhiêu người dân trong cả nước qua bàn tay xét xử thô bạo của ông. Rồi người cha thất đức này lại nâng đỡ cho con cái tiếp bước, và cái như thế gia đình ông Nguyễn Hòa Bình, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, gây họa cho dân, cho nước, thâu tóm lợi ích cá nhân. Những gia đình theo hình mẫu của gia đình Nguyễn Hòa Bình hiện nay rất đông trong Đảng Cộng sản. Người này dùng quyền lực để vơ vét và vun vén cho người nhà thì được, người khác cũng sẽ bắt chước làm theo. Cho nên các hạt giống đỏ cứ đua nhau mà tàn phá đất nước, dân không còn gì. Tàn phá từ thế hệ bố đến thế hệ con, rồi đến thế hệ cháu, cứ thế dần gánh đổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm d với bản tin Bình Mật Thớt một chùm án oan với tài sản khủng.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin SCB bùng, ngân hàng nhà nước toàn, nền kinh tế rách toạc. Vào ngày 23 tháng 11 vừa qua, góp ý luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp có nói rằng cốt lõi là ngân hàng nhà nước giám sát, quan tâm các ông chủ ngân hàng là doanh nghiệp lớn hiện nay, không để xảy ra trường hợp như ở SCB. Tình hình này nếu không kịp thời ngăn chặn thì lại xảy ra các vụ SCB khác như trời. Trong vụ án Trương Mỹ Lan, lỗi trước tiên thuộc về vị đại gia này và các đồng phạm, tuy nhiên với vai trò là người đứng đầu chính phủ, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính phải nhận ra vấn đề lớn của ngân hàng nhà nước. Ngân hàng nhà nước hàng năm ra rất nhiều chính sách để mà điều tiết hệ thống ngân hàng thương mại. Vậy mà vấn đề cho vụ SCB xảy ra. Không chỉ SCB mà còn nhiều SCB khác nữa chưa bể. Nếu bà Trương Mỹ Lan dùng SCB để hốt tiền bá tánh được thì người khác cũng sẽ làm được. Vấn đề là Đảng Cộng sản Việt Nam có dám làm đến nơi đến chốn hay không mà thôi. Theo một nguồn tin riêng cho Thời báo.de biết rằng SCB của bà Trương Mỹ Lan không thực hiện hành vi lừa đảo một mình mà còn có hai ngân hàng khác hỗ trợ. Trong hai ngân hàng này, một ngân hàng thuộc sở hữu của một đại gia bất động sản nổi tiếng. Đại gia này cũng từng bị báo chí nhắc tên vì có dính đến vụ Vạn Thịnh Phát, nhưng không hiểu sao sau đó báo chí lại im lặng. Còn ngân hàng thứ hai là của một đại gia Đông Âu. Vấn đề nhức nhối của ngành ngân hàng hiện nay là hiện tượng sở hữu chéo. Sở hữu chéo là việc đồng thời hai doanh nghiệp có chủ sở hữu phần góp vốn, cổ phần của nhau. Việc sở hữu chéo nếu ở mức độ đơn vị này kiểm soát đơn vị kia thì có thể tạo ra doanh thu giả, lợi nhuận giả hay chuyển cổ phần giữa các thành viên trong công ty. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, sở hữu chéo khiến cho ngân hàng hoặc doanh nghiệp này chỉ đạo ngân hàng kia cho vay dưới chuẩn, gây thiệt hại cho các cổ đông thiểu số hay thiệt hại cho chính ngân hàng bị chỉ đạo. Khi một ngân hàng gặp khó khăn thì các cổ đông sở hữu chéo lập tức rút êm, để lại hậu quả cho nhà nước và người dân phải gánh chịu món nợ khổng lồ. Nhà nước vì không dám để cho thị trường tài chính xáo trộn, sợ sẽ gây ra phản ứng dây chuyền nên buộc phải giải cứu, mà hậu quả sau cùng là người đóng thuế phải nai lưng ra nộp tiền. Nói chung, việc sở hữu chéo dù là giữa ngân hàng với ngân hàng hay giữa ngân hàng và doanh nghiệp thì việc cơ bản cũng giống nhau. Ngân hàng bị thao túng, bị chỉ đạo để làm lợi cho thành phần nắm quyền kiểm soát. Vấn đề sở hữu chéo ở ngân hàng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khó tránh khỏi. Đề cập đến vấn đề này, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An của Đoàn Nai nói rằng qua các vụ SCB và thực trạng hiện nay cho thấy có 3 vấn đề là sở hữu chéo, chi phối, thao túng tổ chức tín dụng đang tạo nên những rủi ro cấp bách cần phải nhận diện và xử lý triệt để. Tôi cho rằng sở hữu chéo, chi phí và thao túng ngân hàng là các thủ thuật rất tinh vi và thường là vô hình. Tuy nhiên, đối với đối tượng vô hình và thường xuyên biến đổi này, ta lại dùng các công cụ như luật đang thiết kế, như giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần, giảm hạn mức cấp tín dụng và mở rộng đối tượng không được đảm nhiệm chức vụ vân vân. Tức là ta đang lấy cái hữu hình để mà trị cái vô hình. Theo tôi là không hiệu quả. Ông An đã nói như thế. Trả lời chất vấn trước Quốc hội mới đây, bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã tìm cách chạy tội cho mình. Bà nói rằng quy định tỷ lệ chủ sở hữu của cá nhân là 5%, nhưng nếu cổ đông cố tình nhờ người khác đứng tên thì rất khó để xử lý. Bà Hồng cho biết rằng trên thực tế khó có thể xử lý triệt để tình trạng sở hữu chéo, chi phối ngân hàng. Sự yếu kém trong điều hành của ông Phạm Minh Chính đang khiến nền kinh tế bị rách toạc. Vấn đề sở hữu chéo là rất nguy hiểm. Tuy nhiên ở các nước trên thế giới kiểm soát được thì tại sao Việt Nam lại thả nổi đến như thế? Đã là tội phạm thì ở đâu cũng có những thủ đoạn tương tự, đặc biệt là loại tội phạm có trình độ. Tại sao các nước hạn chế được? Còn ngân hàng nhà nước Việt Nam thì chỉ biết than khó. Điều này cho thấy bà Hồng cùng với bộ máy do bà điều khiển không có năng lực. Với lãnh đạo thế này thì nền kinh tế Việt Nam không rách toác mới là lạ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin SCB bùng, ngân hàng nhà nước toang, nền kinh tế rạch toạc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.